Chào các bạn. Bây giờ là đầu giờ chiều thứ ba, ngày 29 tháng 10 năm 2024, tức ngày 27 tháng 9 năm Giáp Thìn. Thời gian này lại là thời gian của những ngày cuối mùa thu. Chúng ta chỉ còn khoảng bao nhiêu ngày nữa nhỉ? 7, 8, 9, 9 ngày nữa là lập đông các bạn ạ. Thời tiết vừa trải qua một đợt mưa ẩm, nhiệt độ khá là ổn định, trên 20 độ. Hôm nay mưa khá to tại nhà mình. Từ ngày mai trở đi, chúng ta lại có đợt nắng nóng mới, nhiệt độ khá cao, có ngày lên tới 33 độ. Vậy là chúng ta cứ để ý thời tiết năm nào người ta nói là mưa lạnh sớm. Nhưng lạnh xong thực tế là lạnh chính là để trời mưa như bây giờ. Thì thời tiết cực kỳ thuận lợi cho quá trình ra lộc của cây vải. Cho nên lưu ý chúng ta xem thời tiết thì chúng ta phải có nhận định chính xác của mình, tránh bị kiểu như vừa rồi. Lạnh sớm thì nó làm cho mưa ẩm. Bởi hôm nay có gió mùa mà, gió mùa ẩm. Bây giờ mình đi thăm những cây vải xem cây nào có thể là khoanh được. Bởi vì từ ngày mai trở đi sẽ có đợt nắng ráo. Thì khoanh phù hợp, còn mấy hôm vừa rồi là hơi ẩm, không khoanh. Hay lộc vải năm nay ra nhanh khủng khiếp các bạn ạ. Những cái vải này mình làm 4 lần lộc. Được 3 lượt thì đúng giống bão. Mùng 7 tháng 9. Nó gió cụt hết. Đến hôm nay là 24, à 28 phải không? Thôi cứ gọi là 50 ngày. Được lần lộc. Nhanh quá các bạn ạ. Đã ban rồi. Sắp chuyển sang màu nõn chuối rồi, sắp khoanh được rồi. Bây giờ cứ thăm, cứ mấy ngày thăm một lượt. Mấy ngày thăm một lượt để mà khoanh cho phù hợp. Đều chuyển sang màu nõn chuối các bạn ạ. Nếu anh em mà các bạn khoanh độc này thì nó cực kỳ sai quả. Và khoanh độc này thì nó sẽ không bị ra lộc. Tuy nhiên không may có thể nguy cơ chết cây. Cho nên chúng ta để già một chút. Như cây này sao trên cái lộc nó bị xoăn khá nhiều, chắc là bị sâu quấn, sâu hút nhựa ở à đây, nó kiểu như sâu hút nhựa, kiểu như sâu quấn lá kiểu bên này nó xoăn. Cây này lộc hơi kém một tí, còn cây hôm nọ mình khoanh trong kia mình mới khoanh hai cây thôi, khoanh hai cây đều lá bánh trẻ đây, giải chắc rồi. Vậy là các bạn này vẫn chưa cây nào khoanh được nữa. Đây u chân trắng đây. Cây kia vừa u chân trắng vừa u hồng. Gốc là u chân trắng, còn cành ghép là u hồng. Cây này có thể khoanh được rồi các bạn ạ. Về u chân trắng là cây này khoanh được rồi. Có lẽ sang... Có lẽ mấy hôm nữa mình sẽ khoanh cây này. Và cây ngoài cổng. Cái bậc cổng cây này cũng sắp khoanh được rồi. Đã hai cây. Bây giờ mình chỉ còn hai cây này khoanh được thôi. Hai cây này khoanh được. Một cây ở trước cửa. À, một cây vừa rồi đi qua u chân trắng. Mình u chân trắng ghép u hồng ấy. Một cây này khoanh được rồi. Cây này. Cây này bánh tẻ nha các bạn nhé. Đây, làm bánh tẻ đây. Hôm nọ chúng ta xem thì thấy màu hơi vàng vàng. Đã khoanh. Hoặc là để già một chút nhé. Đấy. Từ giờ ăn thứ bảy mình sẽ khoanh hai cây này. Đây lá chuyển sang chắc rồi. Đấy. Còn những cây bên này thì khoanh sau. Đây. Lộc đang ban rồi. Còn mấy cây ở khu này thì cũng cây điện thoại mình hư các bạn ạ, nó cứ xoay lung tung, nhiều khi các bạn thấy ảnh nó xoay lung tung là ba cây này cũng có thể sắp khoanh được rồi. Đấy. Vậy là trong tuần này trời nắng ráo mình sẽ khoanh hàng loạt nhé, mình sẽ khoanh khá nhiều, khoanh theo cây thôi. Đấy, qua đây các bạn thấy là nó ra lộc nhanh như nào. À có bạn ở dưới á, xin lỗi các bạn nhé, cái cây điện thoại mình nó quay lung tung cả. Có bạn ở dưới ở Lục Nam đặt mình cành này. U chân sáng sắp trồng được rồi.
Đây. Chắc là mình phải thay cây. Nó xoay lung tung cả bạn ạ. Khu chương trắng nhé, để thời gian nữa. Còn ba cây này là chính là ba cây mình làm từ hôm mùng 10 tháng 10 đấy. Mùng 10 tháng 10. Khi nó chưa chưa nhú lộc còn xanh. Thế mà hôm nay là 20 28 29 cứ gọi là 20 ngày gì đấy. Khi mình làm video hơn 7 ngày một lứa lộc làm cho anh em trên Facebook, trên YouTube là đã phá khiếp khủng lắm. Trời ơi. Mà các bạn thông cảm nhé, cây quay phim mình nó hay điện yếu nhỉ. Vũ khoai mà các bạn thông cảm nhé. Còn mấy cây u chương trắng này năm nay mình sẽ không khoanh nhé. Không khoanh. Chuyện khoanh vải là kỹ thuật bắt buộc đối với anh em làm vải, nhưng mình không khoanh, cũng có thể ra hoa cây mấy cây mình không khoanh. Bây giờ mình xa đến cái vườn gọi là vải thiều, đây gọi là hai ruộng, à xin lỗi, vườn trúc. Hôm mùng 7 tháng 10 mình phạt cỏ. Hôm đấy lá mới lác đác vài lá thôi. Thế hôm nay chưa được. Cứ 27, 28, 29 đi. Hơn 20 ngày. Xong lộc các bạn ạ. 20 ngày xong lộc rồi. Đấy. 20 ngày xong lộc rồi. Quá là ok rồi. Có lẽ vườn vải thiều này cũng phải khoanh sớm các bạn ạ. Nhưng mà sau lập đông nhá, sau lập đông. Mình vừa nói là bao nhiêu ngày, 9 ngày nữa lập đông đúng không? Sau lập đông mình khoanh, khoanh hàng loạt. Cái vườn này mà sau lập đông mà khoanh mà có nguy cơ ra lập thì mình sẽ dùng cái HTC mức thấp nhá. Ra một chai phun cho như tùy nhá, cứ khoanh đã. Khoanh xong tính sau. Nhìn mà làm thôi, năm nay mình không cắt được rồi, bởi vậy năm nay mất mùa. Vừa rồi sau lập thu tỉa không ngờ. Chẳng phun thuốc chẳng gì nó vẫn ra lộc bình thường. Thế không sâu. Không gì vẫn ra lộc. Còn đây là bốn cây vải. Mình vặt mùng 3 9 vặt cụt đi. Mình làm lại lộc mới. Ôi, bây giờ nhú đây. Đấy. Vậy bây giờ nhú trước lập đông, đến lập đông nó chỉ cần đều cái là trong thời gian mùa đông mình vẫn làm được lộc nữa. Để các bạn quan sát bốn cây này nhá. Bốn cây này tỉa bốn kiểu. Mùng 3 tháng 9 mình vặt toàn bộ lộc trung thân đi. Làm lại lộc mới hoàn toàn. Mùng 3 tháng 9. Vậy các bạn thu từ tháng 7 các bạn làm, mình chậm các bạn 2 tháng. Cây này mới hôm nọ mới lộc đỏ thôi, bây giờ đã chuyển sang ban rồi. Đấy. Đây là phần hai ruộng. Thì phần đây có ba cây. Cây này tỉa thưa, cây này tỉa thưa, cây này không tỉa thưa thì ra lộc sau, nhưng bây giờ cũng bàn hết rồi. Đấy. Đây. Các bạn thích lộc dập dạp này đúng không? Đấy. Thì vải mình năm nay mất mùa mà. Thì mới không tỉa nữa dẫn sao? Cho nhiều anh em bảo là mỗi lần lộc bằng hai lượt. Rồi nhiều bệnh chia sẻ của bạn Tuấn Phạm phải không? Bảo bạn làm hai lượt không bằng mình làm một không làm. Đây. Bởi vườn vải Thanh Hà mình có làm nó lộc dẫn mù đây. Đây khu này mình tỉa tầm 15 đến 20, 21 nhé, tháng 8, à tháng gì nhỉ? Tháng 8, bây giờ ra hai lần lộc đây. Đấy. Tỉa xong, kệ đó. Đến ngày tháng 10 bắt đầu mới phạt cỏ, rắc ít đạm, phun lượt thuốc sâu, vậy là ngon nhỉ? Đấy, lộc trong thân đấy. Thì muốn làm lộc trong thân chỉ bằng cách tỉa thưa các bạn ạ. Tỉa thưa thì chống sơ xác, chống tiêu điều, chống ít lộc, nhưng đó mình tỉa thưa mà. Đây. Khoanh được hết rồi. Năm nay mình không căn được lộc các bạn ạ. Vì là năm ngoái mất mùa, vừa rồi lại không có sâu. Nó ra. Thế là ra cuối cùng phải phun thuốc. Không phun thì nó sâu nó ăn chẳng sao. Thôi được, không phun vẫn được. Hai lần lộc vẫn được lộc ngay, nhưng thôi cứ phun một lần cho dầu đạm và cho nó ra lộc dài. Chứ là sản phẩm 3 33 10 11 11 tỷ lệ là 3:1:1. Xanh hết rồi. Thì cái vải thiều như này khoanh được thì các bạn nhá. Vải thiều như khoanh được rồi. Nếu các bạn khoanh thời gian mà trước khi ra hoa 450 ngày khoanh cái này thì ra sẽ xa chùm cục. Nhiều anh em sợ nứt. Như vải mình cũng sợ nứt. Các bạn cứ để cỏ giữ ẩm thường xuyên thì vải không nứt. Còn để cỏ cực kỳ tuyệt vời.
Và khoanh lộc này thì nó không ra lộc, đến thời gian ra hoa. Khoanh lộc nọn chuối. Chứ còn vải thiều mình ra lộc nhanh quá các bạn ạ. Mùng 7, mùng 8 mới phát xong cỏ. Xong bắt đầu rắc ít đạm và phun NPM xúc sâu vào NPK 33 11 11. Mua thêm 1000 lít nước pha với phân bón lá MKP, cuối cùng MKP không phải phun xong rồi. Làm nó nhàn nhã quá. Hôm qua mưa ao nước khá nhiều các bạn nhé. Không phải nhiều nước mà có ao mình này. Mình đã bơm sạch nước. Nhưng bây giờ lại có một hố nước kìa. Đấy, hố nước chắc tí mình mang máy xuống lại bơm tiếp. Để mình bơm để mình là cho ao nó cạn. Để mình lấy bùn. Khi nó cạn như khô khô cơ, bây giờ còn vườn việc nhiều việc làm lắm. Còn dọn dẹp nhà cửa, còn làm vườn. Còn lâu, làm cây cảnh còn lâu mới đến đây. Lại bơm tiếp. Lại bơm tiếp hố nước này nữa. Hôm qua chỉ mưa đấy, còn hôm kia là nó hết sạch rồi. Công nhận trời hôm nay ra lộc mạnh thật. Ra lộc quá là ư là mạnh. Cây này có được khoai rồi chứ. Đây. Vậy là phần trong vườn kia có hai cây. Bên này cây lại khoanh được rồi. Trong này bạt bên này khoai được khá nhiều rồi. Này, bạt này gọi là giữa gì nhỉ? À, cũng mít. Còn giữa vườn là bên này. Cũng mít thì mình ghép từ năm ngoái. Năm kia. Năm nay... Úi dồi, cành ghép này. Gãy rồi. Cành ghép gãy. Mình không cởi nhìn nông, nó thắt quá. Cũng mít này xong lọc rồi. Thì chắc năm nay mình phải khoanh sớm các bạn ạ. Còn đây là khu gọi là giữa vườn. Các bạn nhìn. Bảo khoảng 15 tháng 10 mới làm lập. Cuối cùng nó tự ra. Cỏ thì ẩm. Trời thì ấm áp. Thế cuối cùng nó tự ra rồi. Nó ra ban bao giờ các bạn ạ. Mấy hôm mình đứng ở đây mình quay cái cảnh này đúng không? Chưa hề có dấu hiệu lộc. Mấy hôm chắc chưa đến 10 ngày. Xong ra ban rồi. Đấy, thời tiết xòe lá rồi. Có mấy ngày thôi. Đây. Không ngờ ra nhanh thế. Cỏ rậm như rừng. Úi giời. Cây bên này sao khoanh được đấy. Vải thiều. Đây. Cây chanh hà này thế dạo trước chưa có lộc. Hôm mùng 10 tháng 10 đúng không? Quay chưa có lộc gì. Đến này cũng lộc tỏ rồi. Sâu cắn nham nhở. Cái cây phiên này nó nào mà rảnh, nó là mình xuống Hà Nội mua một cây nữa. Cây này nó cứ lắc, đang quay nó lắc lung tung cả. Đây, các bạn nhìn cái vườn vải thiều mình nhé. Chỗ này là chỗ non nhất này, các bạn nhìn này. Nó nhanh không? Ui, đây này. Đấy. Các bạn nhìn, khiếp. Quá là tốt. Đây vườn trong này này. Rậm mù. Đấy, quá tốt. Đấy. Làm lộc, muốn làm lộc trong thân thì phải tỉa thưa thôi, chẳng còn đường nào khác. Ôi ngoài này lại một cành vải gãy nữa. Đấy. Đâu gãy xuống nhỉ? Vừa gãy. Chắc cành này à? Không phải gãy đâu nhỉ? À đây, toạc chứ đây. Gió à. Mà toạc, à, cái này chắc là xây dựng đập vào rồi. Thì hôm nay là ngày cuối cùng của trời mưa ẩm hoặc là không khí ẩm. Ngày mai trời sẽ nắng ráo đến khoảng Chủ nhật. Sang tuần sau lại có kiểu ẩm thế này. Đây là một thời tiết cực kỳ thuận lợi cho cây vải ra hoa. À xin lỗi, ra lộc. Bởi vì nhiệt độ nó trên 20 độ đến 30 độ. Trời lại vừa ấm áp vừa ẩm. Chân tốc độ ra lộc nhanh lắm. Không cần 4-5 ngày, chỉ tháng hơn tháng, 2 tháng, 30 ngày. Thì chúng ta sẽ được một đợt lộc rồi. Cảm ơn các bạn xem video nhé. Chúc các bạn làm vải. Thứ nhất là chúng ta nhận định được cái thời tiết.
có quan điểm của mình, đừng nghe xui. Sau đó các bạn tham khảo tất cả những cách làm của mọi người, rồi chúng ta có một cách làm phù hợp nhất với của mình, của bản thân các bạn, chứ không có ai chuẩn cả. Chuẩn chỉ được chuẩn với người ta thôi. Ví dụ mình làm là của mình, các bạn làm của các bạn, các kênh YouTube các bạn làm của họ. Còn mình phải biết vườn mình như nào, mình chăm sóc nào, mình làm sao phù hợp, miễn sao là chúng ta đạt được. Không nhất thiết cứ phải vải to đẹp, bởi vì to đẹp mà đầu tư nhiều công sức quá thì cuối cùng nó vẫn lỗ. Mà chúng ta làm sao mà bỏ ra ít công sức tiền của nhất mà nó có hiệu quả, thế mới là cách làm ăn nó lạ hiệu quả nhất. Cảm ơn các bạn xem video.